khi ngày thương xót phận, con nước mắt nhìn lên Chúa đang đang ngự trên trời. Thực là như ánh mắt của người tôi chung nhìn vào tay Chúa mình, mắt chúng ta nhìn lên Chúa cho tới khi ngày thương xót phận. Tựa mắt những nữ tỳ nhìn lên hướng tay bà Chúa mình, cùng nhìn lên chính Chúa đấng độ trì ta chờ ngài thương xót phận. Mắt chúng ta nhìn lên Chúa cho tới khi ngày thương xót phận. Dù thương con ôi lạy Chúa, chúng con bị khinh miệt, bọn tự mãn kiêu căng suốt ngày chê bai, nay hồn con hứng chịu. Mắt chúng ta nhìn lên Chúa cho tới khi ngày thương xót phận.